Huỳnh Anh bạn ơi, hoa rất đẹp luôn ạ. Cái cây này là một trong những hàng cây hoa leo giàn rất là đẹp. Bông hoa của nó màu vàng vàng đấy ạ. Rất đẹp luôn. Cái cây ở đây thì cao khoảng tầm mét, mét rưỡi. Nhưng mà nhà mình cứ phải quấn nó rơi ngọn nó xuống để dễ dàng cho việc vận chuyển. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu cây Huỳnh Anh rất đẹp như này. Đó, nụ rất nhiều và dài. Bông hoa của nó đấy ạ. Wow, đẹp quá, tuyệt đẹp luôn. Thì vui lòng alo một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nha.